Xin chào các bạn, Thảo Linh đã quay trở lại với các bạn trong Mac Talk ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng nhau xem trong video này mình sẽ đề cập đến mẫu điện thoại nào nhé. Như đã biết, sau khi khai tử chiếc Galaxy Note 7 thì chiếc Galaxy S7 Edge vẫn là chiếc điện thoại cao cấp nhất của Samsung cho đến hiện tại. Chính điều này đã khiến cho chiếc flagship màn hình cong hấp dẫn này vẫn giữ một mức giá khá cao, dù đã được bán ra gần một năm trời và vẫn là một thiết bị chỉ dám nằm mơ với nhiều người dùng yêu mến thương hiệu Samsung. Hiểu được tâm lý trên, Bluebu, một nhà sản xuất khá có tên tuổi tại thẩm quyến đã quyết định ra mắt chiếc Bluebu Edge với đặc điểm là cung cấp một màn hình cong tương tự như chiếc Galaxy S7 Edge đắt đỏ nhưng với một mức giá thấp hơn rất nhiều, nhằm giúp cho các fan hâm mộ của Samsung mua về sai tạm trong lúc chờ đợi chiếc điện thoại trong mơ của họ giảm giá kịch sàn. Nhìn từ bên ngoài, chiếc điện thoại tàu khựa này đã làm khá tốt vai trò của một bản sao hoàn hảo của chiếc Samsung Galaxy S7 Edge. Bluebu Edge thực sự nổi bật với màn hình cong sang hai cạnh cùng viền màn hình siêu mỏng. Vâng, thực sự là nó rất mỏng và có vẻ như đây là một trong số ít những công ty Trung Quốc thật thà với người dùng về kích thước viền màn hình trên thiết bị của họ. Khá là đáng khen đấy chứ, nhất là khi xét đến vai trò sản xuất không mấy tên tuổi như là Bluebu. Một điểm cộng khác cho chiếc Bluebu Edge về phần màn hình chính là việc sử dụng tấm nền từ các nhà sản xuất tên tuổi, mà cụ thể ở đây là tấm nền OGS của Sharp, với điểm mạnh là cho cảm giác hiển thị hình ảnh khá nổi. Cùng với đó là việc trang bị kính cường lực Gorilla Glass 4 của Corning giúp cho màn hình của chiếc điện thoại này thêm phần chắc chắn hơn. Tuy nhiên, màn hình của Bluebu Edge lại chỉ được trang bị độ phân giải HD 720x1280 pixel, chứ không phải là Quad HD 1440x2560 pixel như trên người anh em cùng chắc các ông nội Galaxy S7 Edge của nó. Tuy nhiên, với một mức giá không còn bằng cả số lẻ của chiếc Galaxy S7 Edge thì đây là điều hoàn toàn chấp nhận được. Màn hình Bluebu Edge hỗ trợ cảm ứng với tối đa 5 điểm chạm và còn cho phép sử dụng tốt với găng tay hoặc là tia nước bắn trên màn hình. Bên cạnh việc nhái thiết kế mặt trước của Galaxy S7 Edge thì Bluebu cũng khá biết điều khi không dám nhái trắng trợn tất cả các chi tiết thiết kế còn lại để tránh bị ăn kiện. Thay vào đó là chỉ làm cho nó hơi giống hơn mức bình thường mà thôi. Cụ thể, hai dải anten đã được di chuyển lên trên mặt lưng chứ không phải là ở hai cạnh bên khung máy như Galaxy S7 Edge. Cụm camera được làm tròn thay vì vuông. Các chi tiết kỹ thuật khác của chiếc Bluebu Edge cũng thể hiện được sự chăm chút đầu tư nhất định của nhà sản xuất đối với thiết bị như trang bị cảm biến đo nhịp tim, cảm biến vân tay dạng một chạm, vân vân. Nói chung là công ty Trung Quốc này không phải là không có lý khi họ mặt dày so sánh chiếc điện thoại của mình với người anh em Galaxy S7 Edge. Có lẽ là còn ám chỉ một điều rằng tao chỉ có giá bằng 1/5 nhưng trải nghiệm thì ngang cơ với mày đấy. Bluebu Edge được trang bị cụm camera chính 13 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX219. Đây là một bộ cảm biến ảnh khá thông dụng được nhiều nhà sản xuất smartphone tầm trung nổi tiếng sử dụng như là Copad, Micromax, v.v. Dĩ nhiên là còn lâu mới sánh được với cảm biến Sony IMX240 cao cấp hơn nhiều trên chiếc Galaxy S7 Edge phiên bản Mỹ. Bù lại, chiếc Bluebu Edge lại có camera tới 8 megapixel cao hơn so với 5 megapixel trên Galaxy S7 Edge. Dù rằng chất lượng ảnh thì không thể sánh bằng, dù sao thì đây cũng là một điểm cộng hiếm hoi khi so sánh giữa hai thiết bị, một là thiết bị nhái rẻ tiền với một sản phẩm zin chính chủ. Về hiệu năng, chiếc điện thoại này còn bắt đầu hiện nguyên hình là một con máy giá rẻ khi chỉ được trang bị bộ vi xử lý cấp thấp MediaTek MT6737 với 4x1.3GHz, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB cùng khe thẻ nhớ hỗ trợ lên tới 256GB. Có thể thấy về trải nghiệm cơ bản thì chiếc Bluebu Edge cho cảm giác khá mượt do chỉ tích hợp màn hình HD. Dĩ nhiên là khi chuyển sang các ứng dụng nặng thì mọi chuyện bắt đầu thê thảm dần với chiếc flagship của công ty Trung Quốc. Bù lại, còn chiếc điện áp thấp của MediaTek đã làm việc tương đối hiệu quả trong việc điều tiết sử dụng pin. Do đó, dù chỉ tích hợp quả pin 2600mAh, nhưng nhà sản xuất tuyên bố chiếc điện thoại của họ vẫn có thể trụ tới một ngày trong điều kiện sử dụng liên tục. Như đã nói ở đầu thì Bluebu được bán ra với mức giá rất rẻ, chỉ $130, tức là chưa đến 3 triệu đồng. Hiện tại chiếc điện thoại này đã nhận tới 30.000 lượt đặt hàng trong tuần đầu tiên. Khá là ấn tượng khi xét đến việc đây là một nhà sản xuất kém tên tuổi và không hề đầu tư chút nào vào quảng cáo như các thương hiệu di động lớn. Không rõ là trong 30.000 đơn hàng kia thì có bạn nào là fan của Samsung hay không, nhưng trước mắt thì chúng ta vẫn phải vỗ tay khen ngợi Bluebu cái đã. Còn bạn có dám mua chiếc điện thoại này hay không? Biết đâu nó lại là một trải nghiệm tuyệt vời thì sao? Bạn cảm nhận như thế nào thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.